Ai và Vũ Hoàng kính chào quý khán thính giả với chương trình truyền hình của Đài Châu Tự Do tối thứ ba, mùng 1 tháng 7 năm 2014. Chúng tôi mời quý vị theo dõi một số tin tức đáng chú ý. Hàng trăm ngàn người dân Hồng Kông xuống đường đòi dân chủ nhân ngày mùng 1 tháng 7. Cựu tổng thống Pháp Sarkozy bị tạm giữ điều tra. Kính thưa quý khán thính giả, hàng trăm ngàn người dân Hồng Kông xuống đường đòi dân chủ trong ngày hôm nay. Con số chính xác người biểu tình chưa được đưa ra, nhưng người ta dự đoán rằng đây là cuộc biểu tình lớn nhất kể từ năm 1997 khi Hồng Kông được giao trả về cho Trung Quốc. Những người biểu tình bắt đầu tại công viên Victoria và tiến đến khu tài chính của thành phố. Họ dương cao các biểu ngữ, chúng tôi muốn một nền dân chủ thật sự, ai cũng có quyền ứng cử. Trước cuộc biểu tình này đã có 800.000 người tham gia một cuộc trưng cầu dân ý về mô hình bầu cử dân chủ sắp tới cho Hồng Kông. Bắc Kinh gọi cuộc trưng cầu dân ý này là trò hề. Kể từ năm 1997 đến nay, ngày 1 tháng 7 đã trở thành một ngày biểu tình truyền thống của Hồng Kông. Trong ngày này, người dân xuống đường để biểu lộ sự lo lắng về tương lai dân chủ của họ, ngày càng bị lấn lướt bởi chế độ độc đảng tại Bắc Kinh. Trong khi đó, quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc lại cho mở cửa ba trại lính của họ ở Hồng Kông để cho khách vào tham quan. Đây là lần đầu tiên quân đội Hoa Lục làm chuyện này và người ta cho rằng việc này là để tạo tình cảm thân thiện hơn đối với người dân Hồng Kông và người ngoại quốc đối với quân đội giải phóng Trung Quốc. Được biết, có tất cả hơn 10 doanh trại như vậy ở Hồng Kông. Ngoài công việc tập luyện quân sự hàng ngày, được biết là những người lính Hoa Lục ở đây còn phải trau dồi các lý thuyết chính trị Mark Lenin. Chỉ huy hạm đội Thái Bình Dương của Hoa Kỳ là Harry Harris nói tại Hawaii vào ngày hôm qua rằng cuộc tập trận hải quân vành đai Thái Bình Dương tạo điều kiện cho các quốc gia tham gia tập trận sẵn sàng ứng phó trong các cuộc khủng hoảng như cứu trợ nạn nhân của cơn siêu bão Hải Yến vừa qua ở Philippines. Đối với Trung Quốc, thì ông Harris cũng nói là cuộc tập trận giúp cho hai nước hiểu nhau hơn, cũng như tăng cường tính minh bạch của quân đội. Trong cuộc tập trận này, Trung Quốc có 4 tàu chiến, 2 trực thăng và 1.100 sĩ quan và thủy thủ. Trung Quốc hiện có các xung đột về lãnh hải với Nhật Bản và các nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Trung Quốc cũng chỉ trích chính sách xoay về Á Châu của Mỹ là nhằm để bao vây Trung Quốc. Tiếp tục phần tin tối nay, thưa quý vị, Tổng thống Philippines công bố nước ông sẽ nhận những chiếc chiến đấu cơ mới vào năm sau. Lô hàng đầu tiên là 12 chiếc chiến đấu cơ đa năng FA-50 sẽ được các nhà chế tạo Hàn Quốc giao vào năm sau. Được biết, giá trị của lô hàng này là 420 triệu đô la quân đội Philippines được cho là nước trang bị yếu kém trong khu vực Đông Nam Á, nhất là từ khi những phi đội cuối cùng của loại chiến đấu cơ F-5 bị giải tán hồi năm 2005. Này, để tăng cường sức mạnh cho quân đội, ngoài các chiến đấu cơ, Manila còn mua thêm các loại trực thăng tấn công, máy bay tuần tiễu đường dài và máy bay vận tải. Thưa quý vị, nội các Nhật Bản chuẩn thuận đề nghị tăng cường vai trò của quân đội nước này. Như vậy, vai trò của quân đội Nhật trong hiến pháp hòa bình của Nhật Bản sẽ được diễn dịch theo một cách mới theo đó quân đội được tham gia những hoạt động tự vệ tập thể thủ tướng shinzo abe nói trên truyền hình rằng sự thay đổi này tạo điều kiện cho quân đội nhật tham gia các hoạt động quân sự của mỹ để bảo vệ nhật bản dự định thay đổi hiến pháp nhật bản để tăng cường vai trò của quân đội đã được nêu lên trong những năm gần đây khi những xung đột trên biển hoa đông gia tăng với trung quốc nước này đòi hỏi chủ quyền trên một quần đảo nhỏ mà nhật bản đang quản lý gọi là senkaku cựu Tổng thống Pháp Sarkozy bị tạm giữ điều tra. Theo tin từ Reuters cho biết, cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã bị triệu tập để điều tra về tội lạm dụng quyền lực. Bản tin sáng nay cho hay, ông Sarkozy bị điều tra tại gần Paris vào hôm qua để thẩm vấn về cáo buộc ông có liên quan đến việc hứa hẹn bổ nhiệm một thẩm phán vào vị trí cao cấp để đổi lấy thông tin mà ông này có trong khi vận động gây quỹ bầu cử vào năm 2007 của ông. Đây chỉ là một trong sáu vụ mà ông Nicolas Sarkozy còn phải trả lời đối với cơ quan điều tra hai thẩm phán Gilbert và Patrick cũng đã bị bắt do dính líu tới vụ án này. Ông Nicolas Sarkozy có ý định sẽ ra tranh cử một lần nữa vào năm 2017 nhưng qua vụ này, mặc dù chỉ bị tạm giữ trong vòng 48 tiếng là tối đa, nhưng sự nghiệp chính trị của ông khó giữ vững như trước đây. Quý khán thính giả dạ vừa theo dõi bản tin truyền hình của Đài Á Châu Tự Do, Vũ Hoàng và Hòa Ái xin kính chào tạm biệt. <laughs>